Giúp em nhé. Vừa bẩn đấy, chơi chơi nào, ông kia cho tao ấy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi.
mấy đứa tìm hộ chị xem như nào. Chị làm ra dây chuyền hả chị? Đồ chết. À, em nghe thấy anh này anh ấy bảo là vừa nhận được một cái dây chuyền. Chị em phải của chị không? Thôi thôi, cho chị lại dây chuyền của chị em nhá. Chào chị, nghe được rồi. Vấn dây của chị này. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh nhá, vừa đẹp trai vừa tốt. Đi đi đi. Em cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn. Anh tốt đó, vừa đẹp trai vừa tốt. Anh ơi. Đây. Này. Anh ơi. Chuyển kia nó có cân cân thế nào ấy? Quen cái tiên sư như mày. Do tối qua tao thua trận bóng rồi tao trộm dây chuyền vàng của mẹ đi, đem đi bán đi. Chị ơi. Chị ơi. Các chị. Hả? Các chị đã biết thông tin gì mới chưa? Thông tin gì? Gần đây có xuất hiện một loại rắn mới cực kỳ là độc. Rắn độc à? Rắn hai ngón. Hai ngón á? Sao lại gọi là rắn hai ngấn? Bởi vì loài rắn này, thân hình của nó chia ra làm hai phần rõ rệt, phần đầu và phần đít. Phần đầu của nó không có mắt đâu, chỉ có một mồm thôi. Còn phần đít thì nó có những cái chùm lông xung xuê, rất dị thợ. Này, bên cạnh nó còn có hai quả trứng, có đủ luôn. Lạ thế nhở? Loài rắn này thì ngày nó ngủ ở những cái nơi mà ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Ban đêm thì ra ngoài tìm con mồi để tấn công. Nó có hai tấn công ấy. Ở dưới lỗ mũi 2 phân và dưới lỗ rốn 20 phân. Bậy thế. Đối tượng là gì? Đối tượng mà con rắn này hay tấn công là các chị em phụ nữ, mà nhất là bưởi to hy sinh như các chị đấy. Ui sợ thế. Đúng rồi. Có thật không? Thật. Nghe em kể tiếp đi này. Loài rắn này khi nó tìm thấy đối tượng rồi, nó sẽ tấn công con mồi dồn dập khiến cho đối tượng bị tấn công không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên nghe chung vô bạc thế luôn á. Mà khi nó đã tấn công được con mồi rồi, khi nó đã cắn vào được rồi, thì nó sẽ phun ra một loại lạc độc có màu trắng đục, nhớp nhầy nhầy. Có lẽ chính vì cái loại chất độc này cho nên cái vết thương không khép lại được, cứ há to mắt ra. Làm nào? Này, còn kinh khủng hơn ấy, là hậu quả của nó, cái nạn nhân bụng to lên, mắt mờ đi, đít xệ xuống, gây nên cảm giác chóng mặt buồn nôn suốt 9 tháng 10 ngày. Thật tội nghiệp. Cái ra là rồi đây này. Mở tí em không hiểu tại sao nhá, cái loại rắn này nó độc như thế. Đấy, mà tất cả các chị em ai cũng thấy thích, bất chấp tất cả, bất chấp nguy hiểm, bất chấp cái tính mạng, bất chấp cả thân thể của mình để có thể có được nó, sờ được nó, gặp được nó, nắm được nó. Em nói ra đây không phải để là để các chị tò mò rồi đi tìm hiểu nhé, mà là để các chị phải chú ý, xong rồi tránh xa mấy cái con đi ra nhé. Chị em phải quyết tâm bài trừ loài rắn này, quyết tâm bài trừ rắn. Quyết tâm. Đổi liên tục đi. Rồi, đẹp lắm, đẹp lắm. Được. Cái này kìa. Đi nhanh. Bố mày đang chụp ảnh. Nhanh. Vô duyên. Chụp tiếp đi. Tiếp. Anh còn thử ống mồ nhà cho em ý. Hôm nay cho tiền em
đặt cọc luôn nhá. Em đặt cọc đi. Nếu mà được thì em mua luôn, không cần đặt cọc. Nhưng mà nhà đó tận 15 tỷ. Tài khoản của anh còn mấy chục tỷ, em cứ lấy ra mà tiêu. Làm gì mấy chục tỷ cơ, 20 tỷ bỏ mấy chục tỷ. Thì có bao nhiêu thì anh trộm hết đấy nhá. Còn thừa cứ mang đi mà ăn tiêu nhá. Anh trộm hết tiền á? Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất của cuộc đời em đấy. Chị Ân. Anh bảo này, anh đang có việc tí nhá. Tí anh gọi lại cho mà nhá. Vâng, chào anh yêu. Bye bye Trương nhá. Ơ, tao kia, sao mày cầm điện thoại tao? Oh no. Này, này, không chụp ảnh nữa à? Ôi dồi ôi, tí nữa thì mất điện thoại. Trẻ con bị ăn cắp dữ dành ý. Oh no. Cái gì? Sao lại rút 10 tỷ? Tôi có rút đâu. Dạ, anh không rút nhưng mà chị Vân, bạn gái rút ạ. Oh no. Rút lúc nào? Dạ, ngày hôm qua chị còn cho em nghe cái đoạn ghi âm giữa anh và chị ấy. Anh đồng ý cho chị rút ạ. Hôm qua. À, đây, anh bảo này, anh đang có việc tí nhá. Tí anh gọi lại cho nhá. Vâng, chào anh yêu. Bye bye Trương nhá. Ôi, thằng kia, sao mày cầm điện thoại tao? Chết rồi. Thằng dây con. Có thể cho anh nói chuyện với em một chút được không? Dạ vâng ạ. Chả là từ khi anh nhìn thấy nụ cười và hơi thở của em là anh không thể nào dứt ra được. Em ơi, anh là bác sĩ nha khoa ấy. Từ khi nhìn thấy em á, nhìn thấy hàm răng rất là vàng và nụ cười thì cực kỳ là thối của em ấy. Anh khuyên em là hãy đến nha khoa của anh đi để có thể chữa trị kịp thời. Thế là anh là nha khoa. Ừ, anh là bác sĩ nha khoa luôn. Em nghĩ là anh đang chụp lại bộ nhã của anh ấy. Anh xuống ngay. Oh no. Theo bà. Em ơi. Anh nói sự thật mà. Mày, con đàn bà lăng loạn, tao giết mày, tao giết mày. Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, chết đi. Cắt. Ui, diễn như thế à? Hả? Cái thằng này, mày có phải diễn viên không? Con này nữa, mày có phải diễn viên không? Hả? Mà cái thằng lớn đanh, mày đi vào đây. Gọi cái gì? Mày ngu này. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, sao lúc nào mày cũng để cái mic nó vào hình như thế hả? Anh cầm mic thì anh phải bảo người cao chứ. Anh cứ chọn những thằng lùn nhất đoàn nhưng cầm thì em biết làm nào. Này, mày lùn ấy, mày lùn là do bố mẹ mày. Mày phải trách bố mẹ mày chứ mày trách tao ạ. Hai cái đứa này nữa nhá. Có mỗi cái cảnh như thế này mà không làm được. Con này, lúc mà bị nó bóp cổ ấy, mày phải dây dụa lên, mày dây đành đạch lên, mày kháng cự vào nhá, như là nó sắp đưa mày đến cõi chết luôn nhá. Thằng này nữa, mày biết bóp không? Mày không diễn viên mày không biết bóp à? Đây nhá, mày bóp, mày dùng hết sức bình sinh của thằng đàn ông. Mày bóp thật mạnh ra như thế này này. Như nó mà chưa chết hẳn nhá, mày vặn cổ nó vây này, xem nó có chết không. Ui, anh ơi, anh diễn giỏi thật. Anh đúng là đạo diễn cơ, bóp mắt chết luôn. Hay quá. Chết thật đấy. Chết rồi à? Chết luôn anh. Anh diễn giỏi thật đấy. Em ơi, không thấy trả lời. Quay tiếp đi anh. Đóng máy. Họp đoàn. Mày quay cái gì nữa? Tao đi tự thú đây. Anh ơi. Này, tao quay phim. Mày trừ kiến nhá, không liên quan gì đến tao nhá. Tao không liên quan nhá. Tao về đây quay phim kiểu này chết.
ở công viên này không? Cái gì? Ôi giời ơi, mày đừng để mình chết cái bà mình nhá. Mày làm gì đây hả? Sao mày lại ở đây? Mày sao mày lại ở đây? Trinh à, sao mày biết tao ở đây? Mày đang làm cái trò gì đấy hả con này hả? Con này, mày bị làm sao đấy? Người yêu tao với tao đi chơi thì liên quan gì đến mày? Mày là người yêu mày đúng không? Ừ, người yêu tao mà. Bà mày nói cho mày biết nhá, nó là người yêu mày, nhưng mà là chồng tao. Thôi, đi về. Thế hóa ra thằng ấy là chồng của bác mình à? Sao anh ấy lại nói là anh ấy là giai tân? Nhục thế không biết được.